mà làm cá như vậy cho không phải là cá luôn. Đó. Cũng chắc là có cái gì gắn đó bồi hồi. Nhiều hà thả thả phụ đi gì hoa thả phụ đi để đi ngồi xuống không một cái con cá rất là lớn rồi mọi người à, thả cho nó đi nha. Ôi trời ông cụ câu hả vậy? Đã nhà có câu câu đây nè. Bán nhiêu đó là được nhiêu tiền cụ? Bán đi bây giờ mày mua đem ra xong con mua đem ra xong con thả. Cho cho viên này cũng bán cho dân cả đó. Mà cụ câu hả? Câu. Bán đó là bán sau cò. Mấy người thả người ta đó 1 kg 30. Cái này cá được nhiêu bà? Không biết. Cái đó 3 kg không? Không biết nữa. Không biết bao nhiêu luôn. Có để bọc căng mới biết. Cũng để cho ra nhiều. Con cho bà 200 được không? Rồi. Cho nhiêu cỡ đi cho dài. Con cá chết rồi. Nói vậy chứ con gửi cho bà 500 luôn. Nếu mà mình thả, nếu mà theo người người ta kiếm cá mình mà thả đó là không bao giờ có cá lại ăn nữa. À, người ta biết đấy không? Thả rồi là nó không ăn nữa đâu. Làm ước cái này nó. Ông bà cụ kiếm cá này để cho, bán cho tao phóng sanh hả? Đúng đúng. Ông bây giờ mai mốt mình bán cá ăn thôi. Ta để cho quay hết clip này đi rồi về. Về. Rồi mua thả đâu ta? Mua thả ra xong nè. Ra giữa xong rồi. Dạ. Ra giữa xong thả nhưng mà cái bị của ông bà cụ thì sao? Không cũng bỏ ơi. Vô bọc để nước cũng sao. À bỏ vô thùng nè. Ôi nhiều cá quá vậy. Cá này cá sông không hả ông? Cá sông. Ôi trời ơi. Ôi văng quá. Ê rồi hết chưa ông? Hết rồi. Không đi. Rồi, thưa cụ, thưa ông cụ bà cụ con về. Rồi chúc ông bà cụ sức khỏe nha. Dạ. Ngồi xin chào cô bác quý chị, chia tay với hoàn cảnh của ông bà cụ là Việt kiều Campuchia. Lý do là trên Campuchia cuộc sống càng ngày càng khó khăn, thì ông bà cụ cũng đi theo dòng sông Mekong trở về lại quê hương Việt Nam, sống lên trên những chiếc bè như thế này trên cặp con sông Hậu, thì vui hồ với lại chị Duyên với lại chị Hoa có dịp thăm ông cụ là một trong những trường hợp trở về Việt Nam sinh sống trên những chiếc bè như vậy đó. Qua hỏi thăm thì mới biết là ông về đây, ông bà cụ về đây cũng khá là lâu rồi, sống trên chiếc bè. Mặc dù cuộc sống có thật giả nhưng mà ông cảm thấy vui hơn. Và đặc biệt là vui hơn nữa là khi có chị Duyên và chị Hoa đồng hành cùng với lại chị Hồ. Chị Duyên ơi, cho em biết cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào rồi? Nói đi. Hôm nay là cái ngày mà là cái giờ có cái gì cũng vui hơn là cái
đâu đâu bùa hộp, bùa hộp chưa, phan bùa hộp để xem con cá được bùa hộp cứu mạng như thế nào đâu. Con cá nào được chết thì bắt lên trước đi. Quay cảnh bùa hộp thả xuống đây luôn nè. Nhìn nó nè, anh nghĩ. Ở đây viên nè, viên thả xuống nữa nè. Tới chị Viên ơi. Chị Viên ơi. Thả đi, bùa hộp cứ thả đi. Dạ, thả đi. Thả đi, tôi sợ thả như mà. Cái này là cái này là tôi xin nói là viên là viên của Bùi Hồ. Không, Bùi Hồ cứ thả đi. Tâm là ta cái nào cái viên là viên Bùi Hồ. Đó tôi nói cái đâu cũng được mà bữa nay ngày 30 mà tại đi gặp mà đang cá như vậy cho Bùi Hồ thả thôi. Chắc là có cái gì gắm đó Bùi Hồ. Nhiều hà thả thả phụ đi gì hòa thả phụ đi thả, để điện thoại xuống không một cái con cá rất là lớn nè mọi người à, thả cho nó đi nha. Ta con mắc cá lớn không được, con cá lớn không được. Còn gì gì hòa thả phụ con thôi, thả một con thôi đây dạ. Tôi gì gì liễu vô thả đi gì liễu thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là cái này là Bùi Hồ cứu đàn cá chép. Có tự nhiên gặp may thiệt á, gặp may luôn rồi. Còn con Bùi Hồ bắt con, dì Hòa bắt con. Dạ. Rồi hai dì cháu mình nè. Dạ. Đó, đây. À. Rồi rất mong là tụi này sẽ đi sống, đi về dưới vui vẻ ai có. Đó, sống dưới dòng nước, theo dòng nước. Đúng là. Bữa nay là tự do. Một cái duyên của Bùi Hồ rất là lớn luôn. Cái hôm nay là ngày 30 mà tự nhiên Bùi Hồ không tắt vô ghe nào hết mà phải tắt vô ghe rồi ông cụ đó. Đúng không? Đáng lý là Bùi Hồ sẽ tắt vô một cái ghe kia. Dạ. Nhưng mà cái duyên sao với cái đàn cá này mà Bùi Hồ tắt vô cái ghe này để mà mua cái đàn cá này để mà thả. Mà con cũng không biết là tại sao lại gặp cái đàn cá bị bắt vô duyên để chúng ta đi qua Campuchia. Thì con vô tình con đi xuống cái ghe đó gặp anh đó lên một cái dòng sông Ba Sắc gặp cái trên cái trời của chị á. Rất là nhiều cá, có một cái con cá chép to đùng nè, tôi cũng may mắn với nó. Cá leo kiến luôn kìa. Con cá chép đó là anh bán bao nhiêu tiền? Cân thử rồi. Những cái con cá chép thì người ta thường ít ăn lắm, có nghĩa là người ta thường mua để người ta phóng sanh á. Dạ. Ồ nó nặng quá kìa. Ở Sài Gòn. Dạ. Ở Đồng Tháp. Ở đây tới đây luôn hả? Ừ. Anh ở đây anh làm gì? Đi qua thăm người Việt của mình tại Campuchia như thế nào á? Dạ. Ủa mà anh có lấy cá leo kiến không? Không, chị lấy con cá đó cân giùm em coi coi. Ôi 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 trời. Bao nhiêu tiền một ký? 30.000 hả? Dạ. Thôi bây giờ em mua con cá này là luôn cho chị 50.000 được không? Bán không? À, để em thả cho nó đi để đâu nó chết. Ê, mở bọc. Rồi bây giờ ta sẽ coi như là có duyên với cá nha. Thì sẽ phóng sanh cho ngươi được tự do. Tại vì con cá này nó ấy dạ. Dạ. Nó không biết là nó sao ơi. Đi đi đi. Rồi đi rồi. Dạ. Cũng mong là một sự may mắn gì đó. Mình chỉ cứu là phóng sanh là chỉ cứu cá trên thớt thôi. Những cái con cá bự mà mình cần phải thả đi á. Còn những cái con cá nhỏ đó thì không biết bán bao nhiêu tiền sao Bùi Hồ không đủ tiền á. Cũng mong là mang phước lành đến cho mọi người. Phóng sanh là một cái hình thức là mình cứu cá trên thớt. 50.000, em khỏi trả giá đấy. Nó lội đi rồi, đúng không? Mai mốt nhớ gặp nó đừng có bắt nó lại giùm nha. Nha. Em là người kiếm cá mà gặp sao không bắt được. Đừng trời. Bắt con đó. Sao mà em biết được? Con màu vàng vàng như gặp bằng vậy đừng bắt. Nhưng mà em lại ở đây nói chung là 3 4 năm rồi em có từng thấy cá đó. Trên Việt Nam của mình nó là nó nhiều cá đó. À. Tại ít có chứ. À. Thôi, được rồi, cũng mong là một sự may mắn nào đó. Em gửi cho anh chị ha. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, 50.000 ghi thì nó khoảng 200.000 tiền Việt Nam á. 200 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Thì đây cũng như cũng may là gặp được cái con cá đó. Dạ. Dạ, thì con cá đó là đủ ngày rồi. Đủ không? Cũng đủ nhưng mà nói chung là tiền sữa tiền này rồi đây kia rồi cũng dạ. Vừa. Em nói vậy chứ cái cuộc sống mưu sinh của mình làm với nghề cá mà thì mình gặp cá mình phải bắt thôi. Phải
nhưng mà em thì có duyên với lại cái con cá đó, thì em coi như là cho tụi nó, cho nó còn một cái con đường sống. Cảm giác hôm nay là chị được thả cá, là chị được hỗ trợ những công cụ bà cụ nè, cũng từ trong kia trở về, cảm giác chị như thế nào, chị nói cho mọi người biết đi. Nói cho mọi người biết đi, hôm nay vui đó, giờ ngay nè đây. Rất là vui. Cười vui hơn thường ngày. Giờ cái tâm trạng nó cũng là thoải mái hơn nhiều phải không? Hôm nay là cũng như là tôi đã nói với cộng đồng mạng là em Duyên nó đề là bị chết. Một là bị chết, hai là bị trầm cảm. Tiếp xúc với người ngoài là em Duyên nó sẽ từ từ nó sẽ thoải mái được cái tinh thần và cái thể chất của nó. Bệnh thì ít, nhưng mà trầm cảm thì nhiều. Đó. Nên hôm nay em Duyên đi tiếp xúc với người ngoài mới có chút xíu thôi, nhưng mà tôi cảm nhận được cái của em Duyên mặt thì tươi, tươi tắn và thấy cái thái độ của em nó hơi khác hẳn ngày thường được 30-40% rồi. Rõ ràng không Bùi Hồ? Chị lớn gì nói có cảm nhận được không? Đúng như giờ là hôm nay là thấy là vui vẻ nè, cười nè, chứ thường thường ngồi đâu có cười như vậy. Ngồi chỉ dù ngồi đâu là chỉ kêu này ốc kêu mà vậy. Mà hôm nay là cứ nói chuyện ra tiếng nào là cười tiếng đó, nói chuyện ra tiếng nào là cười tiếng đó, là thấy con người mình đã quá tốt rồi. Nói chung là hôm nay là cái chuyến đi của Bùi Hồ, chị Hòa với chị Liễu với lại chị Duyên á, là một cái đi á, là lên cho chị tiếp xúc với những vương bên này để giao tiếp cho nó quen dần với cuộc sống ở Việt Nam. Nhưng mà may mắn á, là được gặp ông cụ bà cụ, may mắn cái đàn cá đó lại được may mắn nó hôm nay nó không có bị bắt nữa. Cái cảm giác mà phóng sinh chị Hòa thấy sao? Cảm giác là phóng sinh thấy trong lòng nó phấn khởi lắm, cũng như mình cứu được một mạng người vậy đó. Nó con là cá là Duyên cứ nói là cá nó được tự do như là nó vậy đó. Duyên cứ nói câu nói này là tôi chắc vui rồi. Nói anh Bùi Hồ cứu được cá này cũng như là Duyên mở được cứu ra vậy đó. Thì lấy con cá này nó tự do lắm. Kiều Bỉ gửi cho bà cụ 2 triệu ha. Chị gửi, chị nói câu hỏi về Kiều Bỉ giùm em. Chị cầm tiền chị gửi đi. Chị cứ nói câu hỏi là về Kiều Bỉ á.
thay mặt cho ông cụ và cụ. Thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ. Dạ, con xin thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ ơi. Dạ. Gửi cho ông bà là hai. Việt Kiều Mỹ hả chị? Việt Kiều Mỹ. 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 Đây. Dạ. Gửi cho 2 triệu. Dạ. Dạ, 2 triệu. Cảm ơn. Dạ. Chú cảm ơn bên cộng đồng. Giúp cho vợ chồng tôi, cảm ơn. Cô muốn khóc luôn hả kìa. Dạ. Còn cái này được nhiêu đây là nhiêu đó là cụ sử dụng được bao lâu? Nhiêu đây thì mình cũng mua đồ thêm rồi này kia nọ thì ba. Chị Duyên thấy cầm đồng tiền trao cho cụ á, chị khóc, cụ khóc thì chị thấy sao? Chị muốn khóc theo hả? Sao chị sao muốn khóc đây? Có tiền nữa. Giờ tình tủ đây là tại vì mua hết rồi. Bỏ xuống, bỏ nước nhiều vô coi chừng nó chết á cụ ơi. Người ta có con cháu, có mỗi người một một số phận. Bà mỗi người một số phận ba đồng bùn. Ngày cũng nhờ. Hùng gửi cho con 800 đô con nhận được từ anh Đường. Thay mặt của Hùng gửi cho con sẽ chức ra 300 đô để cho nhiều quà mua đồ cho mấy người ở sớm cũng khổ giống như con. 300 đô thì nó tương ứng với lại khoảng 7 triệu đồng. 6 triệu mấy chị gửi cho dì quà 7 triệu đi. Để dì quà, ở đây là dì quà thì hôm trước thì có Mạnh Thường Quân phát gạo. Hôm nay thì chị Duyên sẽ hỗ trợ để cho xóm mì. Mình mì. Mì thêm mì để cho trong xóm mình. 300 đô là 7 triệu đó gì qua. Hôm nay thì một cái hành trình khoảng 2 tiếng đồng hồ thì vừa rồi với lại chị Hòa với lại chị Duyên với lại chị Liễu và người mà không để liếu đó là cô lái đò đã hỗ trợ cho vừa hồ giúp cho chị Duyên làm quen với lại cái cuộc sống, nhịp sống ngay tại đất nước Việt Nam. Và đặc biệt là làm quen với lại các thương buôn ở đây. Thì đây là một cái buổi video clip cũng khá là dài. Thì rất mong là video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý chị một điều gì đó mới mẻ về cái cuộc sống của chị Duyên hiện tại ngay tại đất nước Việt Nam. Thì chắc có lẽ là bây giờ thì mình sẽ kết thúc video clip tại đây.